Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Huy Khánh Vlog độc lạ châu Phi. Quý vị khán giả nhìn gì đấy không ạ? Thì là bể nước của Huy Khánh thì là Khánh đã lắp đặt xong cho mọi người bằng cát đá. Thì cũng rất là nước rất là trong, nước rất là trong. Thì một lát nữa thì là Khánh sẽ cho bà con sẽ uống trực tiếp. Cũng như là video trước là Huy Khánh uống ấy. Thì là trong quá trình thì bà con đang sử dụng rồi. Thì ngày hôm nay thì là Khánh sẽ hoàn thành nốt cái vấn đề là đậy nốt cái lớp bể để bắt đầu cho công tác chuẩn bị là dự án xây nhà. Thì hôm nay là hiện tại là bà Khánh đang cho bà con là cùng các ba ba mama, các ba ba là nhấc các tấm ra đây để cho các mama rửa. Thì bây giờ là Khánh với chú sẽ vào đây là nhấc cái tấm đan lên. Tấm đan nó hơi nặng một chút nhưng ở đây rất nhiều đàn ông các bạn. Tao vô. Bà ba, lên bàn ta. Lên bàn ta này. Chê. Ta bơ. Ok, mẹ tê. Bà lúc rồi kìa. Rồi rồi. Tres. Prima tira tira. Chê, prima tira. Đấy, Khánh cho bạn ấy cạo qua cái đất đi. Cạo bớt đi xong là Khánh ra ngoài kia. Tấm đan này chắc là tầm khoảng hơn tạ. Thì là tầm 6-7 người đàn ông ở đây thì nhấc thoải mái. Tôi vào đàn để vào chị. À bố. Vào để vào. Lát nữa là Khánh sẽ đặt là đặt cái mặt trên là Khánh cát nhẵn rồi. Là Khánh sẽ cho úp xuống. Còn cái mặt này là Khánh sẽ cho rửa lên trên. Nhưng cả hai mặt thì là Huy Khánh đều cho bà con rửa sạch sẽ. Đúng không? Ra lên bồn đấy mama. Ok. Pro mẹ về kia. Đi tao bông mama. Mama này về ta hả? Tapi bandar. Banyak banyak. Desa buah bukan. Desa buah. Kamu yuk buat tadi. Nah, mati beringka. Desa Aki Ome. Ome. Tamo. Baik, Papa, Papa Vika Lado. Sim. Naman ta. Naman ta. Oke. Đây ra đặt quay dọc vào đây. Ở đây Khánh rửa được một tấm rồi. Tá bông bắt sa bắt sa. Tá bông để thành hình giúp cậu. Rồi. Tá bông. Ok. Được hai tấm sạch rồi. À kia ra tá bông. Ra nữa. Lên văn ta. Bây giờ lại khánh tấm này tiếp ra kia. Ngày hôm nay khi đậy lớp bể xong thì là Khánh sẽ cùng với bà con bản nà hoa hồng sẽ trồng một loại cây mà bên này là rất là đắt luôn. Thì là mọi người cùng chờ đón một lát nữa nhá. Là khi Khánh đậy bể nước xong thì là sẽ trồng cái loại cây đấy. Cây bán rất là có giá luôn mà bên này là có bao nhiêu hết bấy nhiêu. Rất là quý luôn. Ra đấy. Ok. Ra. Cắm. Đây bắt ta. Ok. Aquí te pongo a pe. Sí, levanta. Levanta, đi đây tú. Sí, cúi đây tú. Lưng tấm bê tông là phải đứng thẳng lưng lên. Pasa. Pasa, pasa, pasa. Let's go. Tá bom. Leva cá nhá. Ok. Vira, vira. Rồi, ok. Mama, bắt đầu lava. Để cho mọi người nghỉ ngơi một tí thì rửa xong hết thì mình bắt đầu là lim vào bên nhé mama. Mui từ bên với cái agua limbo. Thế rửa hai mặt là sạch sẽ luôn các bạn. Hai mặt với cạnh ba viên này chặt bỏ hết. Mình úp lên bể nước là sạch sẽ. Tá bom. Đây là Khánh cho các ba ba là lại đầu trồng lên tấm này. Tá bom. Vira, vira. 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 Tá bom. Ba ba tôi liều, vira. Ok.
Rồi. Đẹp không? Đẹp rồi, cứ chồng lên thế này thôi. Thì là trước khi Khánh lại lắp bể thì là Huy Khánh sẽ cùng chú, cùng anh em trong team và cùng bà con bản làng Hoa Hồng là sẽ thưởng thức món nước của bể lọc. Mama, mama về hả? Mà tính tráng công nha. Ok. Đây ạ. Nước rất là trong luôn ạ. Đây này, Khánh rất đầy tràn đây này. Mama về. Bình nim, bình nim bù đấy. Tiêu sĩ của mama ăn thì ra bé bé bố sủ đấy. Ra bé bé riu đấy. Xít tu quả đa quả đấy. Água da bebê isso água. Tá bom. Como? Água água limpo também dentro do bindão, também tem já sabe, já bebê, já sabe. Como? A água agora é, tem uma divisão. Sim. Antes bebíamos uma água turva. Que havia muitas cores. E depois também utilizamos a água salobado. Sim. Cheio de sal. E da vala também tinha um bom cheiro. Mas agora, através do tanque que foi reabilitado, recebemos uma boa água. E esta água agora não é mais conjugada com aquela que se encontra na vala. Esta aqui agora é limpa. Estamos a beber uma boa água. Sim. A água é bonita. É bonita. Mamá da bebê? Já. Cốc não? Deixa mamá một cốc. Mamá về. Mama, mama bé bé. À chị mama. À để bạn thanh niên uống. Mama, đây Flavio. Dạ bé bé. Dạ bé bé mai. Xem nào, xem cảm nhận của bạn thanh niên nào. Como, 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 como. Dạ bé, mama. Muito, muito limpo, á. Muito limpo, á. Tá bom. Água está muito limpa. Como? Muito bom. Ok. Tá bom. Muito bom. Muito obrigado. Belo. Thì Khánh cũng là Khánh cũng nói chuyện với bà con rồi. Bể nước lọc này thì là cần phải là bơm nước để bơm nước lên bể. Còn đó cái thì tương lai là Khánh có thể làm được cái bơm cao áp, có thể là không cần dùng xăng dầu để bơm lên bể này hay không thì là lúc đấy thì Khánh cũng chưa dám nói trước. Nhưng ngược lại thì là cái đấy còn phụ thuộc vào công nghệ. Nhưng còn riêng cái vấn đề là Khánh bảo bà con ấy, kể cả không có xăng, bà con chỉ cần nước, mực nước chỉ cần để ở vị trí này, mực nước chỉ cần để ở vị trí ngang bằng với cái vòi nước này, thì bà con chỉ cần đội một thùng nước đổ vào đây, đổ vào đầu bể lọc này. Vì cái bên bể lọc này là Khánh không đậy lắp, thì bà con chỉ cần đổ một thùng vào đây thì bên này sẽ ra đúng một thùng nước sạch. Đấy, Khánh hôm nay Khánh cũng sẽ bảo bà con là như vậy. Công đi ra đi. Mà tin ra ăn thì mà tin ra mất ra. Enter đây nhé. Bố số ung đìa mà kỳ nà tờ gỗ ông nông tên gasolina. Mà mà mẹ tê ung bao đi à quà. Bố số mẹ tê ali canto. Để bôi sấy ung bao đi à quà lìm vụ. Igual này à gô đà mama. Bebe. Água aqui, só bebê, cozinha. Sim. Entra, né? Sim. Não água banha. Banha, água bolso. Tá bom? Tá bom? Bà con vừa nói với Khánh là cái bể lọc này thực sự là quá sạch và rất sạch. Nước không có một tí mùi nào luôn. Uống rất là ngọt và thanh. Nên là cái bể là Huy Khánh cùng với chú đến giờ phút này là bàn giao lại cho bà con. Và bây giờ là đậy nắp nữa là tất cả là xong. Từ nay trở đi là sạch hay bẩn như thế nào thì là bà con sẽ tự quản lý. Khánh sẽ bàn giao cho chú Si Cù và các ba sẽ vệ sinh sạch sẽ theo định kỳ. Và bà con sẽ có nguồn nước sạch từ nay đến khi mà hỏng cái bể này thôi. Ok, comida đi. Agora, Martin cùng Tiếu cùng tudo comida đi. Mẹ tê tan bà. Acaba tanque. Tá bom? Depois continua, mẹ tê outro cove, á. Tá bom? Sim. Levanta. Tá bom? Levanta. Levanta. Ok. Mete. Tá bom? Ok. Mete. Entra. Tá bom? Tá bom. Ei. Aqui.
kéo sang đây, kéo tư sĩ cổ, mày mau mày ok tao bông tao bông ok tấm sau cho chồng ở đây, tấm sau chồng bên đây ok có tư luôn otro vai lại xin ma kì xin tao bông có cần nghỉ một tiếng không có bông ba para viu đi qua này nhá, đi casa một caro para viu aquí. Trời ơi thế nhỉ. Ông đối tre đi ra tạm không biết ra biết ra làm như lúc vậy chứ bây giờ bây giờ đi tấm này chồng đi tấm này bảo 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 ok đúng rồi đấy spell rồi tamo nào frente bucaro tamo tamo hạ đây hạ đây hạ nhá rồi để vào gai để tay xuống bẻ luôn nhá ok cho nó sập hẳn xuống bẻ được không vấn đề đâu tôi làm mau tôi làm mau ok bút xa mùi tôi cùi đa đủ đấy nào mai rồi ok quá đẹp ha. Miệng mày đấy sao có phải sao mà tiếc ui bằng luôn rồi nó còn một phân thôi cái bên này thừa phân đẩy ra đây tí đi ok bút xa kì bút xa nhá đây một phân trong này đẹp mình trừ quá chuẩn luôn một bên thừa bên thiếu một phân ôi đẹp ơi đẹp ơi ơi đẹp quá camera miên cho khán giả xem mặt bẻ quá đẹp à tao mơ đấy ôi như người Việt mình là có cái lắp bẻ này là ngồi trên đây uống rượu luôn được tao mơ cánh đỏ chắc chắn là bền vĩnh cửu luôn không bao giờ phải nghĩ ngợi gì đến hỏng lắp bẻ tao mơ chứ còn mái tôn thì làm nắp tôn thì bị trộm mất là lại không có lắp người hỏng tao bơ có tin luôn ba giây qua lấy á para view của người kia á tiếp tục cái bài đấy nhá làm cái này chỉ cần kỹ thuật thôi mà bao nhiêu người như này không đầu đội lên nào cho vào đây ok rồi ok ok đội vào đây rồi à, lại lên 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 lại lên như cái bài lúc vừa đấy đùn hết vào đùn kịch vậy ừ mày ô tìm ok để con lên nhá à, rồi nữa đây xin nữa rồi hạ đầu không là hạ đầu xuống ấn xuống lên vào ta ấn xuống nào ấn xuống nào mày ok nào rồi nào tiếp tục nhá đoạn này vướng vướng đoạn này này đùn đi đùn đi sau này là đến đậy là xong rồi ba tấm là xong rồi xuống đây rồi ra đây tụt là xong rồi bộ nào úng đối tết nào úng đối tết thành công nào ok nào bút xạ vai nào rút à mày mai bút xạ kì đùn ra bên đó đây ok nữa 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 nào ba ba bút xạ một phân nữa nào cho bằng lên đây nào ôi quá 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 lại đùn này bài vôn tả ba ba ok rồi bút phốt xả khỏe quá đùn 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 quá cả một phân thế là mai ok rồi một phân nữa à bắt đầu view đã bài sủi bắt đầu view đây xem cho nó khép kín rồi đây cho nó thả vào đây mình làm nắp quá chuẩn luôn đi ui rồi sao đẹp thế này ui đẹp ạ. Quý vị khán giả có thể nhìn là Huy Khánh làm lắp bẻ cho bà con này ạ. Vương đét đẹp xếp vào này, mạch rất đẹp luôn ạ. Đây ạ. Các mạch ạ. Thở đều. Hai bên tất cả các bên đều đẹp. Và chắc chắn bền vĩnh cửu luôn. Riêng bể nước sạch này là đậy như thế này là không bao giờ phải lo lắng bất cứ một cái gì. Còn nó cập kênh một tí này. Không vấn đề gì. Tamo, bố đàn xả. Ê
đi xích cổ qua được tem qua được alu đô vô đa xa đa xa rồi đây đây tạm ơn tấm đan cuối cùng hàng lưng lên nhá mọi người nhá đi đây tù đấy đi đây tù lên bàn tay bay à xe ăn nạp bay mai ở đấy này, đẹp quá, nó hoàn thành rồi, nào, một tí nữa thôi, lên đây lên đây, xong chưa xong chưa, rồi xô bê xô bê, xô bê xô bê, rồi bố ơi, bố chỉnh ở trên đây, tuôn mạnh nào, mạnh nhá nào, hốt xạ, rồi đây ôi đẹp quá ôi đẹp quá ôi đẹp quá ôi đẹp hoàn thành đẹp ơi hạnh phúc quá mọi người hạnh phúc quá cảm ơn bà con rất là vui mừng và hạnh phúc thực sự là không thể diễn tả bằng lời được ạ. Tiếng sư cô. Tu do bonito. Muito bonito. Bonito. E neste momento estamos a declarar aqui muito obrigado nossos patrocinadores e muito obrigado nossos patrocinadores. Alô! Mais mais vezes. Ok. Coragem hoje aqui para sempre. Sim. Obrigado. Comandante! Comandante! Agora sim! Tanque já pronto! Hoje já o último momento está andando! Aqui está um tanque por demorar 100 anos! Entendeu? Por demorar 100 anos! Não tem beijo com mantelo batiu! Com máquina batiu! Nunca trocou! Nunca trocou! Agora, tanque já pronto, mati um tio dessa comunidade controla bem. Tá bom. Agora, mati não controla isso tanque. Tá bom. Já fora bolito, dentro bolito, já limbo água. Tamba já mete. Tudo para a mamá? Controla. Tá bom. Tá bom. Sim. Bây giờ mati xuống rồi à? Khánh sẽ hướng dẫn. Tiếp xuống cầu. Aqui. Khánh sẽ hướng dẫn bà con là cách nước làm sao cho nó chuẩn. Tiếp sư cô. Aqui. Baba mama. Aqui água. Bình đông. Bao đi. Đi ra. Ra auto. Aqui banheira. Ok. Quando abri aqui, não tem água. Aumenta água. Aqui tá saindo água. Porque vai su. Ok. Aqui falta meter. Já pronto. Tembo. Vé ali, sujo ou não sujo? Sim. Abre aqui e lava? Sim. 6 metros ou 1 alos? Sim. Ok? Sim. Vê? Sim. Tá vendo, né? Sim. Abre aqui. Aqui também. Tá vendo? Sim. Aqui. Vê, mas tem abre, vê, doi água. Sim. Anh bảo bà con là 6 tháng hoặc 1 năm là tùy theo cái vấn đề là cái váng nước ở trên mặt của cái bể lọc kia thì là bà con sẽ cho rửa. Còn đâu là những tấm bê tông này đã đặt xong rồi thì bản là cũng có thanh niên thì chỉ cần đưa cái giả cầy vào đây dịch cái tấm này ra là có thể sửa bể được con này. Cảm ơn. Okay. Anh cũng quá mọi người ơi. Cảm ơn mama. Agora! Agora! Tá?
anh kỳ ra bồ đôn tú agora martin cùng tiêu cùng comrida để bay tira sa tú đồ sa bay lanh bay số mẹ tê mui tú sa bơ đồ kế sa mui tú bông ok đá comi đà đá agua bebe đá đi nhẹ đồ đẹp bôi martin azu đà ok tá bông tú đồ baba mama buka sa đà cùng apa bay tira sa tá bom. Tá bom. Tiếp xin cô. Aqui de boi caminho sa de ser bolso, ah? Comunidade rosa. Color rosa. Bạn nàng hoa hồng có con đường xá chạy thẳng xuống dưới giếng luôn. Thì là Khánh trang cho bà con dọn cỏ. Những cây xá rất là tốt. Khánh muốn nhân bản ở đây nên hàng nghìn gốc xá luôn. Bởi vì xá rất là có giá trị mà giúp ích được cho con người rất là nhiều. Lúc ốm nước đau có thể xông, có thể uống, có thể nấu thức ăn nên rất là tốt. Nên là trước khi chuẩn bị làm nhà là Khánh cho bà con trồng một loạt cái cây này là cứ mất đấy rồi chịu được là khô hạn, cái xã này nó không uống quá nhiều nước nên là tương lai bản làng là sẽ giàu lên vì cây xã này. Cây xã này sẽ Khánh sẽ cho nhân bán rất là nhiều bởi vì cộng đồng Việt Nam bị thiếu cái nguồn xả rất là lớn nên là Khánh hy vọng rằng là trong tương lai là bản nào mà xã hội sẽ cung cấp được một số lượng tương đối xả hàng nghìn vài nghìn gốc xả. Ta xỉ á, ok đây Khánh cho các mama nè cắt hết tầm này và ha xỉ tà bông để bôi DVD à xì nhá. Ừ. Mỗi một nhánh này là một cây các bạn, tương lai là lại thành một khóm xả. bà con sau này sẽ rất là bất ngờ. Ấy mama fazer assim. Mama buka katana. Fazer assim nhá. Đấy Khánh chặt mẫu cho bà con. À bố. Tiếp xin cô. À xin nhé. Tá bom? Tiếp xin cô phát ra xin nhá. Ừ, bài sửa xin. Cái này thì Khánh không cần phải đánh núi làm gì cả. Về gốc xả là cứ trồng trực tiếp đây thôi. Đây. Cái này tách ra một khóm này. Bao nhiêu này? Đây, tách. Tách hết rồi. Tá bom? Tá bom. Rồi. Quá đi. Hẹn gặp em một thời gian nữa nhá. Hẹn gặp các chú xã một thời gian nữa sẽ thu hoạch cho bà con. Mặt tới bên, mặt tới bên, mặt tới bên. Trồng nâu mui từ bay xù, anh thấy đấy. À, mama, tao bông. Đến lúc thu hoạch thì bà con sẽ bất ngờ. Ôi gì ta mina ki đi can sa. Ừ. Tá bom. Sim. Ó, tá bom caro, né? Sim. Sim. Já. Tu sico. Amanhã tu sico. Cùng comunidade, mẹ tên continua. Tá bom. Thì là Khánh bảo chú cùng bà con là mai sẽ căng dây, sẽ làm tiếp xuống dưới này. Tá bom, comunidade. Ôi dê, tu đủ coi giá, mui tu bom. Tan ba, sa mẹ tê. Agua, sai, bulito. Mama, ta mê ra bê bê. Bom, cuia, mui tu á. Come sa, bia, ôi dê. Até depois. Aqui comunidade já tem água limpo. Não, parece que a comer mais água.
Bosu Owa Forariu. Đúng không? Thì là tất cả mọi người, các bác cô chú anh chị xem video của Huy Khánh thấy hay và ý nghĩa thì là ủng hộ Huy Khánh cùng bản làng Hoa Hồng, thì là cho Huy Khánh một lượt thích, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh Huy Khánh Vlog Độc Lạ Châu Phi, để cho Huy Khánh có thêm động lực để hỗ trợ được cho nhiều hơn nữa bà con nghèo châu Phi và tất cả các hoàn cảnh khó khăn ở mảnh đất châu Phi này. Thì là một lần nữa để cho Huy Khánh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Xin chào. Xin chào. Comunidade. Já tá bom, hã? Obrigado. Patrocinador. Obrigado. Một điều đặc biệt nữa là Khánh muốn nói vào cuối video thì bể nước hoàn thành rồi, đó là tất cả những gì tâm huyết nhất của team Huy Khánh dành tặng bà con đồng hành cùng với team Huy Khánh, đó là tất cả các mạnh thường quân Việt Nam đã hỗ trợ cùng team đến ngày hôm nay hoàn thành tất cả mọi cái của bể nước, đã đặt nắp xong, nước sạch, nên là Huy Khánh đã hoàn thành trách nhiệm mà mạnh thường quân đã tin tưởng và tin yêu giao cho Huy Khánh để đồng hành cùng Huy Khánh để hỗ trợ bà con. Thì là Khánh xin cảm ơn mạnh thường quân nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Xin chào. Cảm ơn.